chiều em đón mưa đổ, mưa ướt lạnh vai anh, em thấy lòng mình xót xa. Mùa thu năm nào anh với em gặp nhau, tưởng rằng mình quen nhau thôi khi đã biết tình yêu rồi. Đôi trái tim chờ nhau, hứa hẹn mùa đông muôn thuở. Sương buốt lạnh môi em, anh thấy lòng mình giá bằng. Nhưng không ngờ định mệnh chia rẽ xa nhau. Cuộc đời đôi ta cái lỗi, em dẫn bước giữa trời đơn côi. Còn anh chơi vơi ngày tháng bơ vơ nơi miền xa vời vợi, chuyện dĩ vãng buồn lưu luyến chưa hề nguôi. Đêm đông dài sợ rằng nhung nhớ vội vã, tình vào thiên thu mãi mãi em sẽ không suốt đời anh ơi. Thì em ơi em, vì nghĩa xưa đôi ta về xây mộng lại, chuyện cũ sẽ vào dĩ vãng sẽ nhẹ phai. Rồi sau cơn mưa giông tố sẽ vụng qua, trời đẹp và xanh bao la soi sáng lối đường anh về. Chim én mang mùa xuân xóa mờ niềm đau năm cũ. Anh sẽ về bên em, ta ấm lại tình cố nhân. Nó mới đẹp. Không có ai hết, mình ôm nhau đi hả? Nhưng không ngờ định mệnh chia rẽ xa nhau. Cuộc đời đôi ta phải lỗi, em dẫn bước giữa trời đơn côi. Còn anh chơi vơi ngày tháng bơ vơ nơi miền xa vời vợi, chuyện dĩ vãng buồn lưu luyến chưa hề nguôi. Đêm đông dài sợ rằng nhung nhớ vội vã, tình vào tiếng thu mãi mãi em sẽ không suốt đời anh ơi. Thì em ơi em, vì nghĩa xưa đôi ta về xây mộng lại, chuyện cũ sẽ vào dĩ vãng sẽ nhạt. Rồi sau cơn mưa giông tố sẽ vượt qua, trời đẹp và xanh bao la soi sáng lối đường em về. Chim én mang mùa xuân xóa nhòa niềm đau năm cũ. Anh sẽ về bên em, ta ấm lại tình cố nhân. Sau cơn mưa giông tố sẽ vượt qua, trời đẹp và xanh bao la soi khắp lối đường ta về. Ta nối lại tình xưa sống tròn mùa đông muôn thuở. Chim én về xuân sao, ta thấy đời còn có nhau. Chim én về xuân sao, ta thấy đời còn có nhau. Chim én về xuân sao, ta đời còn có nhau. Nói nghe nè, em lén bài em chạy lên đây thăm anh á. Chào đại ca. Với em bây giờ em đi về, em trốn một chút nha. Nếu mà ông có tới ông tìm em, ông gặp anh á, anh nói sao anh nói nha. Được rồi, để anh xử vụ này cho. Anh xử vụ em không có biết tiếng Anh, để anh về làm bộ nha. Đúng rồi, ông không có biết tiếng Anh, anh nói giùm em nha. Anh đi bao lâu nay, ông có nhớ mặt anh đâu, bây giờ anh làm bộ nha. Thí dụ ông gặp anh, là anh cứ làm. Coi như là không biết gì hết, để em vô em coi nha. Rồi. Đợi em nha, không có được đi á. Rồi, ok.
Có ai thấy đừng nói nha, đừng nói là thấy Phi Nhung nha, nhớ nha bà con. Không ai thấy đâu. Để anh xử vụ này cho. Làm cách nào cũng phải cưới được em tối đêm nay mới được. Anh ở khách sạn Sheraton. Nhông anh Nhông, con đâu rồi Nhông? Trời đất ơi, sao lại chia lìa cha con vậy? Những gì Thượng Đế đã sắp đặt, loài người không được phăng lấy. Nhông anh Nhông, Phi Nhông, đừng có gạt tôi cái này, không phải Phi Nhông. Phi Nhông. Nghe này, tiếng ông từ xa là biết rồi. Này ném về Phi Ngựa rồi. Phi Nhông, Phi Nhông Trung Quốc. Phi Nhông ơi, con ở đâu? Phi Nhông, tôi xa con tôi bà vui lắm mà. Phi Nhông ở đâu? Gạt người ta hoài. Phi Nhung, Phi, ủa phải, này Thu Dung mà. Phi Nhung ơi, con đâu rồi? Trời ơi, có ai biết chỉ giùm tôi Phi Nhung đâu rồi? Làm gì chấm chầm la âm chầm. Phi Nhung. Ê. À, biết thấy Phi Nhung á. Phi Nhung á. Gì câu vậy? Tôi nói chuyện á cậu á. Ê, Khứa thấy quen quen ta. Chết mẹ. Khứa thấy quen quen ta. Thế là nhiều giống người. À cậu ơi, tôi biết là Phi Nhung á, là con gái tôi mà lên Sài Gòn mà tôi không biết đường. Không biết đường cái nẻo lên Sài Gòn kiếm hổng dài mà kiếm da còn chỉ Phi Nhung đâu đi. Chỉ giùm được cho cái iPhone. Thấy già đi chơi dữ lắm. I'm sorry, I don't know what you're talking about. I'm so sorry. What you looking for? À, người nước ngoài. Người nước ngoài hàng gì nói gì? Ờ, ăn cherry. Ăn ông tao cho gì. À, được rồi, để tôi. À, Thúy. Không có Thúy, tào lao à. Ám kiệm con gái Phi Nhung. Phi Nhung á, nhỏ cao cao, đẹp đẹp mà. Điện 220 đó, dạng vậy á. I'm so sorry, you got the wrong number, the wrong person. I don't know what you're talking about. Má nói chuyện này mệt ghê ta. Nói chuyện ơi, dùm, 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 bao, 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 bao. Bao, 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 nội mẹ hả bao. Ê, thấy mình quen quen ta. Ê! You scare me. Tao xài ké gì của mày đâu. Hey! Ngay! Hai con tư gà. À, mà nó không hiểu, nó không hiểu. À, tôi ai bạn ba mày. Ai bạn ba mày. À, you Mr. Hai ba mày là Mr. Tư gà. Paul Tomato. Paul Tomato. 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 I don't have any tomato. Không phải sai chữ ta. Ba vú. Là chả. À không, lột nem. Nem. Pho. You know. Four, number four. Pho. Ông đóng tên là Tư Cà mà cà chớn chứ phải cà chua. Cà chớn không biết cái chữ cà chớn nó viết sao. À, pho. Pho tào lao. Pho tào lao. Đó. You know. Con này chú Tư. Khổ quá. Bà lão cha mày biết. Mày biết nói tiếng Việt mà nãy giờ mày làm cho muốn lẹ đối biểu hả? Ủa sao chú đi đâu lên Sài Gòn vậy? Đi kiếm đứa gái. Đi kiếm đứa gái. Đứa gái mà. Gái chú tên gì? Nó lớn rồi, mày không biết đâu. Hồi đó lúc mày đi mày còn nhỏ xíu à. Mày không biết đâu. À, ở Mỹ về mặc đồ ghê mày. Ghê là sao? Trời ơi, cái ly thẳng đứng rồi đội lên đây chắc đứt bụng luôn á. Hát mặc đồ ghê mày. Bữa nào không mặc nó cho mượn áo. Mặc mấy cái đùi. Chú tìm được chưa? Chưa kìm được gái. Đi nó đi hổng dài mà. Kiếm mỏi mòn mà kiếm hoài em thấy buồn ghê. Rồi sao về đây không về quê chơi mà ở trên Sài Gòn chơi vậy? Con thì con phải ghé đây, con đổi máy bay con mới về dưới quê được. Nhưng mà giờ... Gì mới đổi máy bay hả? Đổi vé máy bay. À đổi vé máy bay, tự mình mới mua. Ghé Sài Gòn rồi xong rồi mới đầu mới chạy xe về dưới quê. Ờ. Tự nhiên... Sao không nói tao lấy xe lên trước, tao mua xe rồi. Xe gì chú? Xe bò mới. Trời.
chứ thằng Nghĩa giờ thiệt lên mua chơi mày. Thằng tào lao xịt bọt ha. Lâu ngày đẹp trai vậy. Con tưởng con đi là lúc con còn nhỏ xíu à, nhưng mà tự con nhớ bộ râu của chú là nhìn ra liền à. Ai cũng nói vậy. Ai gặp nó hàng bé gì handsome beautiful. Con của chú là phải là cái cô mà hồi xưa là nhỏ xíu vậy. Để đứa nào chưa nhỏ mày ơi. Tắm mưa ở chuồng phải không? Rồi xong cái nhảy qua cái hàng rào nó té cái. Ê! Té gì? Té cái quần. Thì mày nói một lèo đi, mày dừng lại khúc này té cái. Té cái quần. Nhạy cảm đúng không? Mà có thời gian lúc con đi còn có nghe nó bị té giếng nữa, thành thử dịnh hơi tưng phải không? Không có tưng gì đâu, nó cũng thường thôi. Ừ. Nói chung là nó hơi hỗn loạn chứ. Phi Nhung á. Ồ Phi Nhung hả? À Phi Nhung. Phi Nhung thì cũng ra. Mày có nói gì mà xấu xa mà tiếng nổ vang trời vậy mày? Chết chà, Phi Nhung mình biết. Bây giờ ở ngoài đường người ta đồn nó dữ lắm. Đồn gì chứ? Người ta nói là nó suốt ngày đóng cửa nói chuyện mình. Vậy là té giếng là đúng rồi. Mà đâu có đâu. Giờ nó qua cái khúc mà đóng cửa nói chuyện mình, nó mở cửa nói chuyện mình luôn. Everybody nghe hết. Thôi. Ở đây chơi, bác về dưới. Về dưới quê lại chứ ở nhà không có ai coi rường giường nha. Được rồi. Để con chà ra. Cái thằng này nhìn nó trong tivi đâu đẹp bình thường ha, mà ra ngoài mặc đồ quét lên nhìn cũng vậy. Thôi đi kiếm con gái. Những gì thượng đế đã sắp đặt là người cũng được phăng ly. Lâu ngày không gặp ổng càng sàn hơn hồi xưa nữa. Khổ ghê. À quý vị, đó là một câu chuyện tình ngắn để được Mạnh Quỳnh cùng đưa quý vị trở về với quê hương những Việt Nam của chúng ta nơi vùng xa xôi để cùng lắng nghe ôn lại kỷ niệm một bài hát của sáng tác của Mạnh Quỳnh, sản phẩm được mang tên Duy Nghèo cùng với Mạnh Quỳnh và Phi Nhung. Ruộng đồng khuya sớm, mưa nắng đêm ngày, mặt nắm tay chai. Vẫn nghèo nào nghĩ đến ai, chữ duyên chữ nợ. Chữ duyên chữ nợ biết ngày nào. Mặt trời lên đã cao, sao không ra ruộng mà còn ngồi ở đây? Dạ, không nói dấu gì cô, tôi đang chờ. Chờ gì? Tôi đang chờ, khó nói quá. Chờ cái gì, nói đi. Tôi đang chờ đợi ai? Dáng thước tha tóc mây buông dài. Ngày đêm tôi ra vào như người mất trí, ngồi đứng không yên chỉ mong gặp mặt. Sao lòng băng quăng không dám tỏ cùng ai. Khổ vậy á. Tôi hiểu rồi, anh đang sầu tương tư. Ông nãy ông nói nó tưng tưng rồi đúng rồi. Hát nhìn dịch. Dạ, không nói dấu gì cô, tôi đang thầm thương một người con gái. Không lẽ là anh thương con trai? Chung xóm cùng thôn ra vào chạm mặt tháng lại ngày qua. Tình yêu chớm nở muốn ngỏ cùng ai. Bao lời thương nhớ những dạ băn khoăn. Lòng nhiều lo sợ vì người ta cứ hờ hững vô tư. Khiến cho tôi ngày nhớ đêm mong thấp thòm ra vào.
thầm thương cô Hồng Trúc hay Đào. Cứ nói ra đi, nếu giúp được gì thì tôi giúp, chứ đàn ông con trai gì mà nhút nhát quá vậy anh ơi. Cô Duyên à, đôi vai này từng đổi nắng dầm mưa, rắn rít cỏ beo tôi không có sợ đâu à. Chỉ sợ mình nghèo tóc trái da ngâm, sợ trao mối duyên thầm e miệng đời mãi miệng. Thôi tôi biết rồi, chắc tại anh mê say thích ngắm nhìn những tiểu thơ đài cát, áo lụa quần là má phấn môi son, rồi thấy mình nghèo không thể trèo cao, anh ôm nỗi thương đau cho mối tình câm nín phải vậy không? Đừng có nói vậy mà tội nghiệp cho tôi, phận hàng gì đâu dám nghĩ xa vời, mẹ cha tôi bạc phần nên mất xôn, chỉ có một thân dài dạng giữa cuộc đời. Tôi cũng hiểu mình nên an phận, đâu dám đua đòi mơ mộng xa xôi. Anh hai ơi, bà con quê mình ruộng sớm đồng trưa, dầu dài nắng mưa nên thì tà ngái thằng. Anh chớ ngại chi tiếng đời mãi mìa, anh chân chất hiền hòa ai nấy cũng đều khen. Thiệt vậy hả cô? Tôi nói thiệt á. Thôi, nói gần nói xa không qua nói trật. Ô lộn, nói gần nói xa không qua nói thật. À, người mà tôi ngày đêm thầm thương trộm nhớ, người ấy là... Là ai? Dạ... Là ai? Là cô Duyên hiền ngoan nhất xóm, hiếu thảo siêng năng, bao người mến thương người khen. Ý anh ai xin đừng trêu nữ kéo duyên thẹn thùng, tình anh trao tim lòng xuyến sao, những yêu ân chưa đền xong, đâu dám nào ước mơ đến chuyện tình. Cô... Ủa? Mà... em... em nói vậy có nghĩa là sao? Nghĩa là... Sao? Em cũng quý cũng thương anh nhiều lắm, thương dáng phong sương làn da sạm nắng áo đẫm mồ hôi dày dạn tháng năm dần. Em thương nhưng không dám mở lời, tía má em ở bên nhà vẫn thường hay nhắc nhở, cái thằng hai con anh Tư cả thấy vậy mà nó thiệt là dễ thương. Ba má nó qua đời khi nó mới có 15 mà, thân côi cút bơ vơ vậy mà nó giỏi giang hết sức lễ phép gì đó. Em quay mặt đi cố ngăn dòng xúc cảm đang trào dâng từ tận đáy tâm hồn. Trời ơi! Hả? Như vậy là con được vợ rồi. Trời ơi, xin cảm ơn ông Địa nha. Kỳ này gì cũng ông Địa nãy chuối á. Em ơi, dạ? Vậy cuối mùa gặt này á, anh nhờ người mai mối đem cao trầu đến xin hỏi cưới má em. Ôi, dạ cưới em nha. Trời anh ơi, hai. Cái Tết này chắc vui lắm á. Ba má ơi, ba má sắp có được dâu hiền dâu thảo rồi. Anh hai, anh làm gì mà như con lật đật vậy? Coi chừng bà con cô bác họ thấy họ cười chết á. Nồn quá. Em ơi, anh tính vậy nha, đám cưới mình á, anh không có mặc áo dài khăn đóng giống mấy đứa bạn của anh hồi xưa đâu. Chứ mặc cái gì? Anh sẽ để dành tiền nè, mua một bộ đồ vest, rồi khắc cái cặp quách giống như ba thằng cha bà ca cái bài Liên Khúc Nghèo đó, em chịu không? Thôi, anh hai nghe em nói nè. Anh nói gì mà kỳ cục vậy? Tục lệ ông bà không có thể quên đi được. Nghe em nói nè, muốn được vợ thì đừng làm phật lòng ba má vợ. Học đòi làm chi kẻo thiên hạ chê cười. Anh cũng biết vậy rồi,
Yêu em chẳng ngại gian lao, trèo non lội suối hoàng gì gian nan. Chồng yêu cưới được vợ ngoan, cha mẹ rõ ràng cùng lối xóm bà con. Nhau mà nhau, nhau mà nhau, không ra rồi, nhau mà nhau. Em chú quá nè. Những gì thượng đế đã chấp đặt loài người không được phân ly. Nhau mà nhau. Tôi đi hai ổng ra tới hai lần rồi kìa. Nhau. Con đi đâu mà con bỏ tí hổng dài vậy? Bà... Con đi đâu mà con bỏ tí hổng dài? Có, con đi. Con đi đâu? Con... Bước ra đây, bước ra đây trước ánh sáng bình minh chân trời. Mày đi đâu mà hổng dài mày bỏ tao vậy? Hả? Mày biết tao đi kiếm mày cực cỡ lắm không? Hả? Có tiền tích chi tao mua được mấy cái iPhone rồi đó. Mày đi đâu không dài? Thằng này thật là nguy hiểm. Hey, bước ra đây. Mày làm gì? À. À. Cái gì ba bắn, cái gì ba á, lên ba ghê vậy? Có một sự nhẹ nhẹ ở đây. Có một sự lén lút nhẹ ở đây. Bước ra đây luôn. Đừng thử mặc đồ quế là ngon hả mày? Hai đứa mày hẹn hò nhau phải không? Dạ đâu có đâu. Không có. Dạ không có, con gặp thôi. Hai đứa gặp gặp nhẹ thôi hả? Dạ. Dạ nhẹ nhẹ. Nhẹ chút thôi. Gặp nhẹ xong chưa? Đi về ngay. Thôi ba, con muốn về đâu. Chứ mày ở đây té ông nội mày hả? Mày gặp xong mày về ở đây té ông nội mày hả? Không có, con... Con gì? Con muốn... Muốn gì? Muốn gì? Ánh mắt mày nguy hiểm vậy? Đồng lõa xuất hiện. Cái gì vậy? Con muốn cưới ảnh. Keep silently. Mày lấy ai tao cho lấy, tao không cho lấy hàng này. Bởi vì sao? Nó là Việt kiều. Nó hối về xong là nó đưa về qua bên Mỹ liền. Rồi ở tao đây là ai lo? Ba tao được. Mới tính cứu về già cho tao chứ. Trương Thị Thu Dung không lo cho tao đâu, tao biết. Con biết nhưng mà ảnh cưới, ảnh là người nước ngoài. Ảnh cưới con thì con qua bển con làm có tiền. Xong rồi con bảo lãnh ba qua. Rồi cái con bảo lãnh ba qua xong cái ba bảo lãnh má qua. Má mày chết lâu giờ. Con vừa lộn. Ba bảo lãnh bạn gái của ba là Trương Thị Thu Dung đó. Giám đốc của công ty Rạng Đông này nè. Tao không tin. Lúc mà nó chưa lấy gái tao là nó nói ghê ghê lắm. Tao biết tụi bay. Còn lấy được rồi là nó coi tao như là hạt cát sa mạc vậy đó. Không có ba. Nó ở bên mấy gì khờ. Còn tao ở LA, Long An đó. Anh làm sao mà ba quá tin anh vậy? Không có được lấy, nói tóm lại là không có lấy. Chẳng nhưng hết. Mà con phải lấy. Tao không cho lấy. Con muốn lấy. Không được lấy. Con lấy đó. Không lấy được. Tại vì con có bầu rồi. Mày mới nói cái gì vậy? Con như vậy nè. Mày nhìn mặt mày hiền mà nguy hiểm. Nhìn mặt mày hiền mà nguy hiểm thấy mẹ luôn hả? Ba mày chồng con mà. Mày bước đi. Dạ. Bà nội cha mày chưa gì hết rồi. Mày cho nó hốt vợ rồi. Hả? Hả? Tại sao vậy? Ta nuôi mày 12 năm trời học rồi lên đại học rồi đi ca nhạc ca dơ ok gì đó. Bây ta không đụng tới mày một sợi tóc, tao sợ mày đau. Vậy mà mày đưa cho nó hốt vợ. Yeah. Bây giờ mày kể cho tao, mày kể cho tao chuyện như thế nào? Là như vậy. Kể đi. Từ từ là như vậy. Ảnh ở Mỹ về. Xong rồi ảnh đi về quê mình. Xong rồi ảnh gặp lại con. Xong rồi ảnh... Mày kể khúc cuối đi, mày đừng có thân bài dài quá. Tao đang nóng ruột. Khúc cuối thì sao? Dạ ảnh gặp con xong ảnh kêu con đi ra chỗ cái hồ cá tra. Bà nội cha hết chỗ. Nó ra cái hầm cá tra nó thụ phân. Mày ra cái chỗ thúi quá vậy? Không có, ảnh nói là thơm lắm. Mày thì đúng rồi, mày ra đó là mày kẹo thơm của nó rồi. Đừng bao giờ để Mạnh Quỳnh vào bóng tối, nó sẽ hốt ngay. Giờ lỡ rồi, giờ sao mà. Mày còn cái gì? Mày làm gái tao có bầu mày vui lắm hả? Dạ, nó có đó. Tự con nghe ba nói cái chuyện vô hồng cái tra thủ phấn. Con chịu không nổi.
Dạ không có đâu bà. Vợ con dạ chị sẽ mày kể đi, mày là người gọi là dạ kèo trên đó, kể đi. Dạ đợt trước con hiện tại mày đang kèo trên tao biết mà. Đó hồi nãy là nói là tới cái chỗ con nói nhanh lắm, bây giờ tới bữa đó con trước con về Việt Nam thôi, thăm quê hương rồi xong con gặp và lại bạn gái của con là Phi Nhung, rồi xong với hai đứa con hẹn hò nhau, cái xong con lên Sài Gòn, cái xong cái cổ nói là anh lên trước đi, rồi xong xuôi cái em sẽ nói với ba là em lên Sài Gòn em thăm bà con, xong rồi hai đứa mình đi. Đi đâu? Dạ đi Đà Lạt. Bà nội cha mày bữa mày nói tao thì ra mày xạo. Mày nói tao là ba con lên Lâm Đồng con thăm dì Út mà cuối cùng mày bay qua Đà Lạt. Ba nói nghe nè, Lâm Đồng với Đà Lạt là một đó. Chết cha, sao tao yếu sinh lý vậy? Sao tao yếu địa lý vậy? Mày cười cái gì? Mày á thiệt, tao đúng mày được đúng cái đẹp mày nhìn đi. Này. Nuôi cho mày ăn cơm, mày cho ăn cỏ rồi mày ngu như con bò. Mày nhìn này, đây, quý vị nhìn đi, được cái avatar không à? Không được con mẹ đưa cho nó hốt là chết mẹ vậy. Hai đứa mày đứng đây, mày đứng đây. Mày đứng đây sát vô, nha. Cặp đôi chướng khí. Bây giờ mày kể cho tao nghe chuyện gì xảy ra ở thành phố mộng mơ, nha. Tao là trong bụng tao đang thú quắc, tao ngồi đây tao nghe. Kể từ đầu tới cuối. Cầu đi, coi chừng mày té. Kể từ đầu khúc cuối, đừng kể khúc cá tra. Nghe. Tao thích nghe những điều bí ẩn. Kể đi. Lắm rồi. Bỏ tay ra đi. Thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình tìm phút êm đềm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh co quyện góc không già. Chiều đàn tay nghe nắng chan hòa, nắng hôn nhẹ làm hồng môi em. Mắt em buồn trong sương chiều, em thấy đẹp hơn. Trời ơi, một sáng nào nhớ không em. Ngày chủ nhật ngày của riêng mình. Bỏ tay ra. Thành phố nào nằm nghe khói tỏa, người lừa thưa chim dưới sương mù, quỳ bên anh bên góc giao đường, tiếng kinh cầu đẹp mộng yêu đương. Chúa thương tình sẽ cho mình mãi mãi gần. Rồi từ đó vì cách xa duyên tình thêm nhạt nhòa. Rồi từ đó chốn phong ba em làm dấu nhà người. Âm thầm anh tiếc thương đời, đau buồn em khóc chia phôi. Anh về gom góp kỷ niệm. Cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn, và con đường ngày xưa lá đổ, giờ không em soi đá u buồn, giờ không em hoang vắng phố phường. Tiếng chuông chiều chậm chậm thê lương, tiếng đường người quên núi đồi, quên cả tình. Đó, như vậy đó. Đừng nóng quá nha, quá nữa tôi quánh ông luôn. Thật ra là cuộc tình nó cũng ở trên Đà Lạt, mộng mơ. Dạ. Lên trên đó nhìn núi không hả? Quan trọng là nhìn núi nào. Dạ, hai con núi. Con lại ba. Mình làm mà nhìn núi Đà Lạt được chứ mình núi, mà nhìn núi Phú Sĩ là thấy mẹ liền đó nha. Ba nói kỳ quá, ủa tía nói kỳ quá. Thôi. Nhưng mà tao không chấp nhận được cái chuyện có con trước đám cưới. Sao vậy cha, tía? Tụi nó lộn. Không chấp nhận được cái chuyện có bầu trước đám cưới. Không thể nào được chấp nhận trong dòng họ này được.
Dạ không có đâu tía ơi, con nói giỡn, con sợ tía không cho con cưới nhỏ khùng này. Ơ tía cái gì đủ rồi nha, nãy giờ hai người đừng có lộn lộn ra làm trò chơi nha. Không cho con cưới Phi Nhung thành thử con mới nói vậy thôi chứ đâu có bầu bì gì đâu, tướng gì sao có bầu được. Ủa vậy là không có bầu hả? Dạ không. Vậy để mày đang lừa gạt người lớn tuổi đó. Dạ chết mẹ liền nè. Ba đừng, đừng, nói nghe nè. Nói chứ nãy giờ những cái câu nói nó đâu có trong kịch bản đâu. Tại sao hai người đem thôi, nín ra đi cho chơi. Im đi. Là bây giờ nói chung là không có bầu đúng không? Không có. Mặt mày nguy hiểm lắm nha. Sao thôi được rồi, hai đứa cũng nghe nói là về đây làm, sắp về đây làm ăn luôn phải không? Dạ. Về đây làm ăn luôn thì tao mới cho cưới nghe chưa? Dạ. Nhưng mà bước đây. Về anh ở đây luôn. Tao nghe cái trên đài mày hát cái gì tao nghe mấy năm rồi tao không hiểu, tao quế lắm. Dạ. Mày hát cái gì mà cải lương, mày hát cái bông sẽ lấy bông mà sẽ lấy bò lũ sứ quý gì đó. Không phải, dạ, không phải, tiếng Anh, tiếng Anh. Ờ, tiếng Anh, tiếng em vậy đó, mày hát lại tao nghe mà chuẩn coi. Nghe chuẩn cái tiếng America. Nếu mà hợp lý tao cho lấy, còn không, về America. Hát lại coi. Hát gì tía? Hát cái câu cải lương gì mà người tiếng nước ngoài á. Ý tía em nói là cái câu cải lương của Việt Nam mình đúng không? Xong anh đổi là tiếng Anh đó. À, tiếng nước ngoài. Tiếng nước ngoài, tiếng ngoài là tiếng Anh. Hát được thì cưới, không được thì về America. Okay. Anh hát cái câu nào mà liên quan tới em á. Ok. Thôi đây cũng ráng hát đi, cái này con chiều lòng tía đó. Đúng là nãy nó cưới, muốn cưới vợ là phải chịu cực chịu khổ á. Đâu okay. Em nói mà anh để tin. Để con hát tặng tía nha, nhưng mà tía ráng tía dịch giùm con nha. Dạ. Honey. Kỹ hả? Không phải, honey là vợ đó ba. Honey có nghĩa là em yêu. À em yêu. Em yêu bên đây, sao rờ ông này không? Thằng này cũng tào lao. Honey. Đó. Do you know I love you and miss you so much? Nguyễn Đức. Night after night I cannot sleep so well. Hay quá. You live in me because of money. I do know I who have nothing. I just love you by my heart, my soul. I don't know what to do. No car, no job, no money, no home. I will die very soon. Honey, come back, you can save my life. Hay quá, sao cho hai bài lấy nhau đi. Rồi, không hẹn đi. Cái giọng này mình chưa nghe bao giờ. Anh Quỳnh ơi, anh đâu rồi, anh Quỳnh ơi. Ôi trời ơi. Ủa đâu vậy? Có ai thấy anh Quỳnh của em ở đâu không? Cái này là 20 năm tình vẫn đẹp. Trời. Anh Quỳnh. Ủa gì vậy bác? Hả? Mới ngày nào còn anh em mà bây giờ anh kêu em bằng bác. Ủa vậy là không? Sao? Trời sao mới mấy năm mà nhìn em tiều tỷ dữ. Mấy năm gì anh, mới hôm qua hai đứa mình còn nắm tay đi ăn kem mà. Anh không nhớ em hả? Nhớ. Nhớ không? Thấy gặp đâu hình như kiếp trước á. Đâu có, mới hôm qua còn yêu nhau mà. Không mấy giờ anh hôn em cái đi anh. Trời. Quỳnh ơi, Quỳnh. Quỳnh ơi. Ai vậy? Tao giết mày chết Quỳnh ơi. Cái giọng này thì quen thiệt. Ai vậy anh Quỳnh, ai vậy? Đâu biết này, cái này là... Tao đây, tao giết mày chết. Tao giết mày chết. Bà nào mới bóp đít tôi đó. Ủa em tại sao vậy? Mày bước qua đây cho tao. Tại sao vậy? Tại sao ở bên Mỹ bao nhiêu đứa trẻ đẹp mà em lấy, mày đi lấy máy bay bà già? Tại sao vậy mày trả lời đi. Mày cười cái gì? Dạ con chào ba. Dạ thưa ba, con là bạn gái anh Quỳnh đó ba. Trời ơi tôi nhìn tôi không dám kêu luôn á. Năm nay nhiêu rồi? Dạ 82. Trời ơi con lớn hơn ba một tuổi đó con. Mày, mày bước ra đây, mày nói rõ ràng cho tao biết. Dạ. Mày thi bằng lái nào mày lấy lậu hả? Dạ bây giờ con cũng không biết nói gì. Dư nợ nó đến sao biết cha. Ủa chú. Vậy ba anh mà. Ba. Không có thằng bị điên, ta ba mày, mày nhận không ra mày. Mày đứng ra đây trước ánh sáng bình minh thì mày núp đúng. Ok. Tại sao vậy? Tao hỏi mày nè. Dạ. Trên cuộc đời này còn bao nhiêu đứa trẻ đẹp. Nó câu sinh viên, nó học sinh mà không lấy. Mà đi lấy cái tuổi lớn hơn tao luôn mày thấy không? Rồi tối mày sao mày ngủ, mày nói nghe. Tối mày sao mày ngủ, mày nói tao nghe coi. Ba ơi, con nói thiệt với ba, tình yêu không phân biệt tuổi tác.
hỏi em là em đau tim em chết liền anh Quỳnh ơi. Mày cười cái gì mày vui lắm hả? Con thôi thôi thôi, ráng đi vô trong đi rồi 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 anh lấy thuốc cho em uống. trời ơi, tao kê bằng chị mà mày kê bằng em. Trời ơi trời, loạn hết rồi. Bây giờ mày bước qua đây mày cười cái gì? Mày hành mày đứng đây tao hỏi mày. Bây giờ mày nhìn người phụ nữ đó, dạ, có điểm nào hấp dẫn đó mày nhìn đi, trời ơi. Có điểm nào hấp dẫn mà mày mê, mày nói tao nghe coi. Nó cũng có cái duyên lạ lắm ba. Cái duyên chỗ nào mày nói đi. Nhất mày là, nói là cái này là nó nhúng bẩm sinh. Đó thấy không? Tao hỏi mày là cái điểm nào thú vị mà mày yêu, mày nói tao nghe coi. Em có điểm nào đẹp anh nói đi anh. Anh kể đi anh. Đôi môi. Đôi môi nhìn cái miếng thịt bò mình mê cái gì. Chị em thử lấy khăn chặn hầu ra coi mặt em đẹp cái này đó, để cho ba dòm cái coi. Dạ thôi, ba nhìn vậy chứ con sexy lắm ba. Dạ. trời ơi thằng con tôi mắt bị kiến cắn rồi hay sao mày mê gì cái thứ mà nó chảy như mướp mà mày mê cái gì? Tao không hiểu nữa mày mê cái gì. Ê, em nhỏ tuổi hơn chị sao em mất dạy vậy em? Ê, tao là ba của bồ mày nha. Sáng chiếc dép tổ ong là mày dính lên mặt mày rổ không đó. Em nói anh nghe nè, em không để nãy giờ nó là ba anh là em tán vô mặt nó rồi đó anh. Nhỏ tuổi hơn em mà. Bây giờ mày đừng có nhìn, bây giờ mày kể lại, mày tái hiện là cái cơ duyên nào mà hai đứa bay gặp nhau. Tao nghe đồn mày ở BD hát cái lương gì đó không? Yêu nhau đúng không? Mày dạ, làm gì mày làm gì mày đổ mồ hôi dữ vậy? Hả? Mày sợ mày lái không nổi máy bay nè hả? Tranh thủ mày lái đi, sắp đưa vô gara bảo dưỡng rồi đó. Mày kể lại, tái hiện lại cái cảnh ở bờ đê hai đứa hẹn hò sao? Trời đất ơi! Anh có gì thì anh nói đi chứ anh không hoài. Em đại diện em nói đi. Dạ thưa ba, đó là một buổi chiều hai đứa con tung tăng đó, dạo mà trên bờ đê. Đó. Miếng nhạc em ái nhẹ nhàng. Cho em miếng nhạc đi. Đó, tao coi thử được hay không nha. Bà nội cha nó ăn mít non nó mặn ăn mít rụng. Anh quên. Đừng té, trời ơi. Trời ơi, vậy mà nó hấp cái gì không biết nữa. Anh Quỳnh ơi. Em đừng có làm, ráng đi. Chút vô trong lấy thuốc uống, ok. Anh Quỳnh ơi. Rồi hai đứa hát cái lương sao mà tao coi cho kỹ cái đoạn này, nó xong là chết cha với tao. Diễn lại cho ba nghe đi. Anh nói là anh cưới em mà sao em đợi hoài em không thấy anh cưới em vậy Quỳnh. Trời ơi, nó cưới em vậy là em già sắp chết rồi mà Quỳnh ơi. Trời ơi, chừng nào anh mới chịu cưới em hả Quỳnh? Thôi Quỳnh ơi. Cưới em đi Quỳnh ơi, em già lắm rồi Quỳnh ơi. Chắc con tắm quá ba ơi, mồ hôi con nó đổ hết rồi. Bữa đó mày nói sao? Mày hát câu cải lương gì đó, mày hát lại tao nghe coi. Anh hát gì đi chứ? Cái rải câu la mà... thứ. La thứ. Em ơi, có lẽ Thượng Đế dành cho ta và đặt cuộc đời ta nhằm một ngôi sao sâu. Cho nên anh cưới em mà ba không chấp nhận thì thôi anh đành gả em cho ba luôn rồi. Được không? Ba thấy làm sao? Để con. Mày cái này mà tao... có bộ cô hạp với ba. Mày hát mà tao cà muốn nát cái loa luôn mày thấy không? Tao cà và nát cái loa luôn mày thấy không? Em chỉ nói nghe nè, có chừng xác cái quần á. Bà lo bên kia đi, tôi không có bằng lái. Không phải coi chừng điện giật em. Không á, có tình cha duyên con được. Bước qua bên kia đi. Thì ra hát cải lương mê hả? Bà mê giọng hát của nó hả, bà già kia? Người ta tình yêu là không phân chia tuổi tác ba không ơi. Không phân biệt tuổi tác ba. Không phân biệt tuổi tác hả? Dạ đúng rồi. Kể dạ. Giờ gì tối về cạo gió cũng vui. Lấy gì cạo? Bà nội cha nó lấy vợ tối về cạo gió. Nói chuyện nghe chứ. Chứ bây giờ là sao vợ? Lấy vợ về là tối về phải ấy chứ, gió dịp cạo. Ấy là gì anh? Bà quá tuổi rồi, bà đừng hỏi. Bây giờ ba không tin tình yêu của hai đứa mình. Không mấy giờ em với anh làm tại chỗ cho ba tin đi. Cho ba tin là em còn sức chứ. Rồi, nằm xuống đi anh. Chết mẹ mày rồi Quỳnh ơi. Nằm xuống anh ơi, em tự nhiên em sung sức quá anh Quỳnh ơi. Đừng giết trời anh. Tự nhiên em hồi xuân vậy trời ơi trời. Quỳnh ơi, cho em thèm khác anh quá vậy Quỳnh. Tao ba cứu con. Gì vậy bà nội? Cái vụ gì? Cái vụ gì? Ba
Cái gì tao vậy? Còn nghe nói là hai đứa bay hát xong ca ngoài bờ đê, hát xong trâu nó chạy hết đúng không? Hát các bạn. Vụ gì? Cái gì đây? Ai đây? Ai đây? Ai đây? À... tôi hỏi ông ai đây? Đù. Chuyện tình tay ba. Má. Tôi hỏi ông ai đây? Mà ông làm gì ông chảy mồ hôi là ông sợ cái gì? Tôi hỏi ông sợ cái gì ông nói? Gì anh? Gì? Cái gì? Đù. Hấp dẫn. Đây mà gì ông ạ? À? Màu coi phim. Đây mà gì ông hả? Bà gì? Biển sao bà gì? Cái gì? Mày đứng thẳng cái người lên coi. Đứng lên. Tao tán vô mặt mày ra coi. Tao đứng già lên. Rồi mà mày kêu tao đứng thẳng sao tao đứng được? Đúng rồi, con nhỏ vô duyên. Đúng rồi. Ủng hộ bà già. Yeah. Ở đâu ra cái thằng kia nói chuyện như khỉ vậy? Mày mất dạy hả mày? Tán vô mặt hả đó mày? Anh tao là ba Mạnh Quỳnh, ta là Mạnh Dữ. Ồ, á đường. Anh Quỳnh. Bây giờ mày là đàn ông nam như chi chí. Mày chỉ có quyền lựa chọn một trong hai người ấy và đây, con chọn ai? Anh Quỳnh. Đây, tao phân tích cho mày nè. Một bên già, kinh nghiệm. Bên trẻ nhìn ngon. Chọn đi. Mới về Việt Nam có ngày hôm qua thôi mà làm cái gì dữ vậy? Mày chọn đi, mày chọn một trong hai thôi. Còn anh lại để trả em lời đi Quỳnh ơi. Anh chọn. Nói anh yêu em rồi, anh chán anh chia tay. Sao kỳ vậy Quỳnh? Sao cứ nhìn tôi hoài vậy? Tôi đẹp quá mà. Trời ơi, mày đẹp quá mà. Tên gì? Con nào vậy Quỳnh? Im lặng, để tôi nói chuyện chút với bà chị. À, con, để ba nói chuyện chút. Tên gì? Dạ. Thấy mày giống ca sĩ lắm á, mày tên gì? Dạ, Phi Nhung. Mày đừng có xạo mày. Phi Nhung là bồ cũ Mạnh Quỳnh ở bên Mỹ. Vậy. Cái gì? Quá khứ, bỏ qua đi chị. Không có, con vợ của con Đậu. Con là vô con đen. Hỏi đừng có xạo. Tao nghe nói là con Phi Nhung bên Mỹ là bồ cũ Mạnh Quỳnh. Thấy không? Ở dưới kia kêu xạo á. Tôi ở bên Mỹ tôi biết mà. Ngay chỗ Tiền Giang đúng không? Có đâu, làm gì Tiền Giang? Sao nói nhà mày Mỹ Tho? Thôi, bây giờ tóm lại, mày đứng ở đây nè, mày đứng ở đây mày làm gì mày đổ mồ hôi dữ vậy? Kịch thôi mà đổ mồ hôi dữ vậy? Đó, bây giờ mày chọn một trong hai đi, nhanh lên. Đừng thôi bây giờ như vậy nè. Tao phân tích rồi, bên già kinh nghiệm, bên trẻ mới mở. Thôi em bây giờ như vậy. Từ từ. Anh. Ôm bổ về liền, cho viên thuốc trợ tim anh ơi. Hả? Cho viên thuốc trợ tim. Đâu có viên thuốc nào đâu. Ghê quá à. Bà ráng đi. Bà ráng đi. Tao còn nghe đồn mày có một đứa con rơi đúng không? Hả? Đúng không? Ở Việt Nam mày có một đứa con rơi đúng không? Đúng không? Con ra đây con. Con ra đây con. Trời ơi. Đó, cái gì vậy? 20 năm chờ kỷ niệm 20 năm ca hát của ổng. Coi thường cái lòi ra đứa con này. Trời ơi con. Ông nội nè con. Chào ông nội đi. Nội nè con. Không có gì vậy? Khổ thụ không? Cái gì vậy? Nó lỗ quá làm khổ thụ. Liệu. Nè, ba con nè. Kêu ba đi. Ủa sao ba không nhìn ba không nhìn ông này? Chứ ba là con gặp ba con phải như thế nào? Con chạy tới con ôm con này. Chạy tới ôm ba đi con. Nè nè con đây ba diễn nè con. Ba. Trời ơi. Ba này có cơ hội dễ sợ. Thôi, bây giờ em đứng xuống tới Phi Nhung làm. Ok, em, rồi Phi Nhung, 1, 2, 3 cho con. Ngu. Con này nó ôm, nó đù con Phi Nhung. Con lại ôm ba đi, con gặp ba con mừng sao đó. Trời ơi, ba đẹp trai, con đẹp gái. Má con đâu? Tất cả im lặng để tôi hỏi, má con đâu? Nè, look at me baby. Má con đâu? Mày chỉ tao đây, tao cho 50. Má con đâu? 100,000. Má con đâu? 200. Má con đâu? 1,000,000. Con này chơi không vui rồi. Thôi, bây giờ vậy. Tôi giải quyết luôn. Cái chuyện cầu á là giờ cậu có con có gì tôi không quan tâm. Mà mình phải đi ca hát, mình ca cho đàng hoàng. Hiểu không? Phục vụ bà con đàng hoàng. Hiểu không? Còn bánh bèo là vô dụng. Hiểu không? Còn em sao anh? Bà đi vô dì dưỡng lão. Nha. Rồi, còn con này đi về lo đưa bà dì vô dự đưa bà dì vô đi ừ vô để vô tâm đi. Sự với con rồi gái hai đứa còn ở lại tâm sự cha con lâu ngày gặp lại
Ông nội nè con. Ô, chào ông nội đi coi. Chào ông nội cái đi vô nè. Bà nội nè con. À! Vô chiên à. Ở lại hát với ba nha con. Trời ơi con bé dễ thương, mấy tuổi rồi? Trời ơi 8 tuổi là lúc vừa chia tay Phi Nhung xong đó. Cách đây 8 năm đó. Đúng rồi. Đẹp dễ cho đẹp. Cho anh nè đó, tặng cho cái bông nó rớt nhỏ đẹp ghê thiệt. Cái mặt phụ nữ đi. Chúng em như cái bông vậy đó biết chưa? Nè, nhìn nè, nhìn anh thích cháu là anh cầm lên anh đỏ xuống anh dạ có con. Nhìn cháu tôi nè, mặt như một thiên thần. Đang mặt đẹp nhìn dễ thương. Dông bà, dông bà. Xúc phạm. Xúc phạm cái gì? Ông nghĩ đi bao nhiêu tuổi, bao nhiêu tuổi, bao nhiêu tuổi. Trời có da muốn xỉu rồi kìa. Cái mặt láng da như da đít em bé. Thôi tôi đi vô. Ở lại hát vui vẻ nha con. Lau mồ hôi đi nha. Kệ không sao, chút về tắm sao. Mồ hôi quá trời. Tặng cho ba nè. Thôi được rồi, để ba tự xử. Ok. Nhớ đời nha con. Đi vô con. Trời ơi, hai đứa nè. Thôi nó không có nó có con rồi thôi. Bà cho bà già mà bà chung quá à. Đi bà không, vô con đi. Con người đây, con cười đây, con coi hai cho con nữa kìa. Thôi mày rảnh mày coi chứ tao về tao ngủ mai tao đi quay. Dạ xong. Ngay gu tao rồi, ngay gu tao rồi. Bà hát trước kìa. Tình yêu từ đâu mà tình yêu vội vã chiếm tim ta? Chỉ một lần qua mà đêm đêm hình bóng mãi bên ta. Lời nào dịu êm người đưa ta vào những giấc mơ xa. Lòng thầm bảo nhau rằng duyên ta gặp gỡ trong kịp nào. Vô đi chú, vô đi, vô đi. Một lần hẹn trước có phải là mong ước về sau? Bé bên đây mà. Cách xa mặt nhau. Chú, vô đi. Chẳng đợi thời gian vụt tới, rồi mai đây chẳng ta soi bóng nhỏ quanh lại còn ai? Chú, vô chú. Chú, cái con chưa chú. Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang. Em chính em ngày xưa đó, ước say đời lên tỏ tình nhân gian. Nhà em có hoa vàng chín quá, chết rồi con. Có dây leo kín rào, nhà anh cuối con đường ngoại ô, vách thưa đèn dầu thấp. Gió lùa vào từng đêm con. Thôi nhớ khi xưa lạ nhau, chung một đường kẻ trước người sau. Chàng lặng đi theo đàn, hát vu vơ mấy câu nhạc hổ phụ tranh hổ tử. Nàng làm như vô tình, gái đoan trang dễ đâu làm quên. Lối đi qua nhà em nghe đồng đàn mùi gia lý thật thơm. Khi đêm sang đông 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 đưa, giờ nàng đã ngủ chưa ta? Đi lang thang khuya lá khuya lờ, đèn nhà ai tắt sớm. Cùng suy tư thao thức đêm mơ, chàng bèn viết lá thơ. Hai hôm sau mới dám đưa thư, nàng nhận những làm thinh. Ok má, trả đi má. Khoan chú. Chú thu chưa, chú thu chưa? Chưa, chưa. Em ơi em nay Phật chẳng đã những chứng minh, tình đôi ta hôm nào bao thiết tha mặn nồng. Kiểu này cho tới sáng luôn. Em nay hai đứa một vần trắng xưa, mà đôi tim cách sao. Không, 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 không. Đoạn vậy thôi hả? Không có, có bao nhiêu là thật. Còn mẹ nữa con, còn mẹ nữa. Vô, vô đi con. Có một gia đình tu nhân tính đức, từ già mãi rồi về với cộng đồng. Xa lánh cuộc dài tìm phương địa dắt, tắm sông kim nhường gạo ruộng nước. Chết mẹ quên rồi. Như sao vậy? Con thua phải nào nữa không? Lẽ mình thua sao?
con hát lại bài này. À, để mẹ hát cho. Hát luôn thì mẹ hát rồi tụi con phải theo nha, cả chồng nữa nha. Đừng nói xa nhau cho tâm buồn đau khổ. Đừng nói xa nhau cho mắt lệ nên mờ. Lời thiên tha qua tâm tư tròn mộng tròn mơ. Vết tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ. Mình đã đi chung trên con đường gian khổ. Mình đã reo neo qua trước bể mưa ngàn. Màu áo xưa em đang cho người nặng tình yêu. Có bạc trắng phong sương nhưng vẫn còn đẹp tình thương. Và bài hát này cũng kết thúc chương trình. Được, Vy Nhung xin cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ở đây giờ phút đó. I love you. Có ai nhà ông ta? Cô Đực, anh đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Đi đâu giờ giấc? Người ta đang tập hát, tập đồ, chạy vô đây làm chi vậy? Nhớ, nhớ qua. Nhớ, nhớ cái gì? Nhớ ai? Nhớ, nhớ gì? Qua đại đi. Tập thò làm gì vậy? Nhớ. Cái gì? Cô Đực nói đại đi. Trước khi trả lời, cho góp ý một cái. Nói gì? Với ba đừng gọi cu đực được không? Nhỏ tới lớn giờ ở trong xóm, ba má anh đặt làm sao thì em gọi vậy, em không biết đâu. Cái đó hồi nhỏ gọi dễ thương. Hồi nhỏ dễ thương, gọi dễ thương. Bây giờ lớn gọi kỳ kỳ. Ghê. Vậy trên biển anh gọi anh mặn gì? Kêu đực được rồi. Đực. Anh Đực đó hả? Đực. Anh Đực cũng dễ thương. Em nói nghe nè anh Cô Đực. Bỏ đi trước đi, bỏ cái câu trước đi. Câu trước nghe nó kỳ kỳ. Xin lỗi. Ừ. Nói nghe nè, anh qua đây làm gì vậy? Qua đây làm gì vậy ta? Trời, cái gì qua đây làm gì? Tự nhiên nói. Anh qua đây anh làm cái gì? Anh là một người đàn ông, anh nói thiệt đi. Anh làm gì nó bốn vậy? Qua đây. Định nói cái gì nè? Nói cái gì? Nhớ rồi. Cái gì? Cho đưa tay nắm cái coi. Cái gì vậy? Em nói là anh nói đi chứ em đâu có nói là anh đưa cái tay cho em nắm đâu. Không có, em đưa tay cho anh nắm coi. Đưa tay cho nắm cái. Nắm cái nói hả? Nắm cái. Nắm nhưng mà đừng có bị lố nha. Giống như có điện quá vậy. Em cũng bị giật. Ghê quá. Người như có điện. Ghê quá. Cho nắm cái nữa đi. Nắm cái nữa đi. Nắm cái nữa rồi. Tại vì nhớ mà. Phải nắm mới nhớ mới nói được. Okay. Cầm đưa tay coi. Đó, nhớ rồi. Nhớ nó cái gì rồi? Nhớ đi. Đây. Đưa tay anh cắt cái cọng ngò, anh cắt cái cọng ngò. Chứ thương em mà đứt ruột. Giả đò cái ngó lờ. Này em ơi có thấu tình anh chăng? Đợi chờ em vẫn cứ đợi chờ. Bao lâu mình mới được kết trầu với cao. Này anh ơi có thấu tình em chăng hả? Muốn làm quen mà không dám nói. Sạch cây dù đi tới cây đi lùi. Muốn gặp em mà không dám tới. Để đêm nay anh nhớ anh mong. Đêm anh ngắt cái cọng ngò, không thấy cái cọng ngò. Sao anh lại nhổ sạch tán ngò của má em? Vì anh không dám nói lời yêu em. Vì anh không dám nói lời yêu em. Vì anh không dám nói lời yêu em.
Gì kỳ vậy? À, vậy đó. Em nói anh nghe nè. Anh yêu á thì anh nói anh yêu đi. Anh cứ im như vậy hoài, anh biết em chờ đợi anh mấy năm rồi không? Mấy năm rồi hay không? Anh cứ qua nhà em, xong rồi anh nhìn em, rồi anh đi ra, anh đi về. Cứ như vậy hoài, anh có biết là em nhớ thương anh. Không lẽ bây giờ anh đi qua đây? Không phải, thì khi vừa qua cũng muốn nói lắm bây giờ. Ở qua mà tự nhiên gặp cái tiện ở nhà hùng hổ sắp văn chương hết rồi. Qua chỉ kiên là phọt là nói đó, phọt là nói thôi. Mà qua tiện nhìn em cái tiện nó phọt đâu mất trơn. Nhưng mà anh biết như vậy, anh biết như vậy mấy năm rồi hay không? Thì cũng biết là mấy năm rồi mà sợ nó nói ra cái tiện cái em từ chối cái anh nhụt. Đó, anh cứ như vậy hoài. Cơ hội tình cảm nó chỉ tới có một lần thôi. Anh cứ như vậy hoài, bây giờ anh nói, em nghĩ anh nói có buồn hay không? Thì cũng không biết nói gì nữa. Tại vì em biết anh là đàn ông con trai mà nhút nhát lắm. Em nhiều khi con gái mạnh dạn thì nói tiếng. Anh nói cái gì con gái mạnh dạn? Ai biết đâu thì biết sao nói vậy chứ sao vậy? Anh nói đi, anh là đàn ông mà anh không dám nói. Không lẽ em con gái mới nói em yêu anh? Tiêu anh đó. Đù. Chờ lâu lắm rồi. Nghe tê người luôn. Ê, đàn ấy vậy thì còn ngại gì mà không nói nữa. Bé ba, anh yêu em. Muộn rồi. Ủa cái gì? Ủa, đang ngon chớn mà sao tiện muộn vậy? Ủa, sao muộn? Vì em có chồng rồi. Em dụ từ nãy giờ tôi nói được chứ à, anh yêu em không? Em nói em có chồng là sao? Em ăn tình yêu tôi là đu chơi giỡn hả? Một cái chữ yêu em không à, mà ba năm nay anh không nói, bây giờ anh mới nói. Anh nói đi. Anh đã có chồng rồi anh mới nói hả? Muốn nói lắm nhưng mà anh... Lúc nào anh cũng trách mắng em. Chắc gì em đã yêu tôi, mà tôi cứ đợi ngày tàn trắng đêm. Ra cửa ngóng nhìn, vào nhà ngồi xuống, đứng lên thần thờ. Cũng biết như vậy nhưng mà có nhiều khi chắc gì em đã thăm tôi, đã năm sau bữa em chẳng hỏi thăm. Hai tuần rồi đến ba tuần, bóng chim tắm cá mình em một mình. Anh có hiểu không? Biết rồi nhưng mà người ơi, có thương thì thương cho tròn, chớ đừng như con cá nó lượn lờ. Tim em ai cắt mà đau, vì đau phải chứ tình yêu dài khờ. Em biết là chiều chiều ra đứng ngõ sao, ngõ thì thấy ngõ, người không thấy người. Anh nói một mình đứng chờ mong. Bóng ơi, bóng có thương mình hay không? Anh nói đi, anh nói đi. Bây giờ anh cứ trách em,
em cứ trách anh hoài như vậy thì làm sao được. Mình đã 3 năm rồi. Anh biết, anh thương em cũng thương anh mà. Sao anh không nói? Anh để cho ba má em đi cưới chồng rồi, bây giờ anh mới nói. Anh cứ cảm thấy anh hèn hạ lắm hay không? Từng đêm nghe nhớ thương nơi đây, trăng tròn trăng khuyết hỡi người ơi, có thấu hay chăng? Để lòng bâng khuâng bao ngày đêm ra ngõ mong chờ, chờ mong ai đó dấu chưa một lần dám nói. Như chắc gì anh đã thương, chỉ riêng em nặng mối ưu tình. Người ơi, có thương thì thương cho trọn, chớ đừng như con cá nó lượn lờ. Tim em ai cấp mà đau, vì đau ai giữ tình yêu dài không? Chắc gì em đến thăm tôi, trà tôi để ngồi nhạt nhòa dị hương. Hỏi lòng sao dạ cứ thương, hỏi con chuồn chuồn đâu sao bay vội vàng. Hỏi lòng sao dạ cứ thương, hỏi con chuồn chuồn đâu. Tôi biết rồi, tôi biết là tôi mất em bởi vì tôi quá là nhút nhát, tôi không có can đảm. Bây giờ tôi lấy một chút gì đó máu đàn ông còn sót lại trong người tôi. Tôi nói thẳng với em nè, bé ba, nhìn thẳng anh nè, nghe anh nói nè, bỏ chồng theo anh đi. Hả? Anh nói gì kỳ vậy? Em bỏ đi theo anh rồi, còn ba má em rồi, còn dòng họ sau anh nói ăn nói làm sao? Anh phải biết với quê mình mà. Sao tự nhiên anh lại nói một câu như vậy trước mặt em được? Anh là đàn ông đại trượng phu mà, anh làm như vậy chẳng khác nào là phá nát gia can của em. Trời ơi, tại sao anh lại có thể một người như vậy được chứ? Tại sao anh có thể nào mà nói chuyện như vậy được chứ? Dạ em anh xin lỗi, anh xin lỗi em, dạ, anh xin lỗi em, anh xin lỗi. Bây giờ anh sẽ nói một câu khác, anh sẽ nói một câu khác nha. Dạ. Em có hạnh phúc không? Dạ có. Chồng em nó có đánh đập em như thú không? Tôi vô duyên quá, không có có. Đúng rồi, sao tự nhiên tôi vô duyên dữ vậy trời? Sao lúc nào gặp em tôi cũng vô duyên á, tôi không dám nói gì hết trơn á trời. Em cũng nghĩ như vậy. Thì biết gì không biết sao. Em kêu tôi cái gì vậy? Em đâu có kêu. Trời em là quỷ sao mà tay em dài từ đó nhớ tay. Tại em đang nói em mà. Tôi nè. Đù. Em có con luôn rồi hả? Trời ơi, lẹ vậy sao? Mới có 2-3 năm mà nó... Trời ơi, nhìn mặt kìa. Ôi, dễ thương quá. Nhìn mày nhớ thằng cha. Chắc giống cha mà đúng không? Ghét quá. Ê! Anh làm cái gì vậy? Giận ra chém thớt được không mày? Tôi xin tự giới thiệu cho anh biết, tôi là chồng của bé Ba. Trời ơi, chồng. Trời ơi mẹ ơi, nhìn kìa trời. Trời ơi nhìn xuống mặt con là trời. Trời ơi xém xỉu luôn. Cái gì, cái người như vậy Mà lấy cái thằng như vậy. Trời ơi, chẳng lẽ nghèo mà đẹp trai là cái tội sao hả trời? Được rồi, tôi biết rồi. Em bỏ tôi em theo cái thằng này là bởi vì nó giàu, nó là đại gia, nó là hàng độc, nó là hàng chim cánh cụt đúng không? Ê! Cái gì?
ai đừng có xúc phạm danh dự của tôi nha. Mày nói xúc phạm tao xúc mày luôn bây giờ, xúc phạm mày. Ông xã đứng qua một bên đi để em nói chuyện. Lùng lối không mày. Anh bình tĩnh đi nghe anh nói nè. Chồng của em rất là nghèo, nghèo lắm anh à. Nghèo thì sao em lấy nó? Em lấy ảnh gì? Ảnh là một người đàn ông thật sự. Anh dám yêu, anh dám nói. Anh nói là anh làm. Không có giống như anh là một cái thằng ông tồi. Yêu em 3 năm mà không dám nói. Bây giờ anh trách ai? Nhìn cái gì? Anh đi vô anh. Đi, mình đi vô nha. Vô hả? Ừ. Ảm đi. Có bầu để ảm vô đi đi. Bầu. Cái gì? Có bầu luôn rồi. Trời ơi. Xem xỉu. Thôi về.